Thứ năm ngày 18 tháng 8. Tin mừng theo Thánh Matthew. Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cổ bàn ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Dự tiệc thánh. Tiệc cưới là tiệc vui. Nơi đó chủ nhà sẽ mời tất cả những khách dự tiệc cùng chia sẻ niềm vui với mình. Nơi đó, khách dự tiệc cũng có trang phục xứng với ý nghĩa của buổi tiệc. Tin mừng hôm nay thuật lại dụ ngôn nước trời. Dụ ngôn này được Đức Giê-xu ví như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Ta có thể hiểu rằng tất cả chúng ta là những người được Chúa mời vào dự tiệc cưới của con chiên là chính Đức Giê-xu. Điều kiện để được vào dự tiệc cưới của con chiên là phải có áo cưới. Áo cưới ở đây chính là hình ảnh tượng trưng những việc tốt lành mà chúng ta đã làm ở thế gian này. Thế nhưng trong hành trình dương thế, nhiều khi ta phớt lờ, không chú ý gì đến lời mời gọi ấy, mà lại mãi miết cho những đam mê, những ý riêng của mình. Lạy Chúa Giê-xu, xin Chúa giúp chúng con luôn ý thức rằng tiệc cưới là một ơn phúc mà Ngài muốn chúng con hết lòng theo đuổi tìm kiếm. Amen.